gần 13.000 sáng kiến đăng ký tham gia. Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn cao. Làm lợi cho các đơn vị và tập đoàn hàng nghìn tỷ đồng. Chương trình 10.000 sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, có tổng số 12.931 sáng kiến của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động EVN gửi về đăng ký, đạt 129% kế hoạch. Trong đó, nhiều tập thể đơn vị về đích sớm. Nhiều sáng kiến đã đang được ứng dụng, mang lại hiệu quả cao. Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động ngành điện. Nhiều sáng kiến đã góp phần cải tiến kỹ thuật, khắc phục khiếm khuyết thiết bị, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, liên tục, nâng cao dịch vụ, cải thiện môi trường làm việc. Tiêu biểu như sáng kiến bổ sung khớp nối liên kết ống bộ làm mát bằng nước và bích kết nối thay thế cho phương pháp hàn đồng của bộ làm mát ổ hướng tua bin. Nhà máy thủy điện Trung Sơn của ông Trần Ngọc Thành, phó quản đốc phân xưởng vận hành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn, tổng công ty phát điện 2, có giá trị làm lợi khoảng 16 tỷ đồng. Sáng kiến giải pháp cải tiến giảm dòng điện vận hành máy nghiền bi khi thông số than đầu vào thay đổi để tối ưu hóa vận hành máy nghiền, giúp giảm tự dùng và giảm suất hao nhiệt các tổ máy nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 của ông Mai Khắc Vũ, trưởng kíp phân xưởng vận hành, công ty nhiệt điện Vĩnh Tân, tổng công ty phát điện 3, có giá trị làm lợi 12 tỷ đồng. Sáng kiến xây dựng phần mềm quản lý lưới điện hạ thế, đảm bảo vận hành lưới điện ổn định và giảm tổn thất điện năng của bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên phòng kiểm tra giám sát mua bán điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, tổng công ty điện lực miền Bắc, có giá trị làm lợi 10 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ giới thiệu các đề tài, sáng kiến tiêu biểu trong các clip sau trên kênh Điện lực Việt Nam EVN News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ.